còn thợ sơn nó đang sơn cái nhà trong nữa, rồi giờ bữa nay bàn giao hết luôn cả nhà ơi, thợ hồ thợ sắt cho bàn giao hết trà nhám này nữa. Hello, xin chào cả nhà, nhà quay trở lại clip mình đó nha. Chúc cả nhà ngày mới ăn lành, YouTube hạnh phúc nữa nha. À, giờ mà mình đi làm hôm gà làm sắt cả nhà ơi. Bữa nay mình ảnh làm cái máy che ở nhà này nè cả nhà. À, làm với anh xui anh cười nè cả nhà. Anh xui. Xui chào anh xui. Chào. Anh xui bất cỡ, mình đang làm đây nha cả nhà. Làm hôm gà làm cái nhà sao nữa. Nên quay chia sẻ nữa nhà xem. Hôm gà làm cái nhà sau rồi cả nhà ơi. Đó nhà xem cái nhà sau mình làm hôm gà 8-9 ngày nè. Từ cái miếng này dìm dắt dài lên đó cả nhà. Dài lên làm hết cái nhà sau này luôn cả nhà ơi. Nhà sau này tính ra cũng bộn bộn mà. Đó, làm cửa nẻo rồi mình làm hết luôn nha cả nhà. Đó, chị chủ nè. Chị chủ nhà. Đó. Đó là làm cái mái che này hổng gài nha cả nhà. Đó, anh chủ nhà anh làm thợ luôn, thợ hồ luôn, anh làm biết đây. Đó, làm hổng gài dừng dắt đồ lợp rồi giờ lên tới nhà trên nha cả nhà. Đó, anh chủ nhà đó là xong hết anh chán làm vòng, giờ mình làm cái này làm mà máy trước nè cả nhà. Chiều nay dựng lên dầm hàng cái lam này. Làm che hết cái khu vực này luôn cả nhà ơi. Che lên nó luôn. Hơi ồn cả nhà thông cảm nha. Làm tới mấy này nè. Khắc rồi mình để lỡn nhỏ nữa. Thôi mình làm tới đâu rồi đó, mình quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ ông xui ông cắt đây rồi mình hàng cái này vô cả nhà. 2000 years later. Bon như cả nhà, đó. Mình bon hết hồi mình đặt lên mình hàng cái sao cả nhà.
còn hàng xong rồi nha cả nhà. Đó này dài đó xong rồi cả nhà ơi. Con xuôi cũng đang cắt ông cột đó, nào mình gáp lên mình quay tiếp tục nha cả nhà. Còn những cái sườn lên nha cả nhà, chưa lên lòn tay nha cả nhà. Con xuôi còn gặp cái hông kẹo một chút nữa rồi nha cả nhà. Cái sườn lên nè, chưa lên lòn tay, xong cái đầu mình lên lòn tay nó là sáng mơ mình mới lọt nha cả nhà. Sáng lên rồi, giờ này chiều rồi, bờ bốn mấy chứ chiều rồi. Chói hay chói nắng nữa nha. Đây, đây bắt lên trên đầu cột đây cả nhà. Đó. Bắt lên vậy đó cả nhà. Anh xui anh làm nó chút nè rồi. Chút rồi tranh thủ anh lên đầu tay luôn đó nhà, sáng lập sớm đó nha. Tay là mình nói sẵn mình để đây nè cả nhà, bên hông này cả nhà, đóng đòn tay rồi. Rồi mình lên là mình lên đòn tay tiếp tục mình quay nhà xem nè. Chói nắng quá, nhìn thấy chói nắng nó dưới cái mai nữa. Rồi thôi nó máy rồi cả nhà, nào mình lên đòn tay này, dưới mình lọt mình quay tiếp tục. 3 hours later. Rồi còn hả? Còn hàng cái đòn tay nữa, hàng đây lên đó nữa rồi lên này rồi đó. Xong rồi ngày hai chú gia làm tối ngày cả nhà. Ông trợ cũng đang quay nè, ý ông đang hàng nè, trợ cũng đang quay, ông đang hàng từ dưới lên trên nè, thấy không? Đó là nghỉ trưa mà dám lên tối ngày, nó gắn là làm cho rồi đừng quay lọt, làm cho rồi luôn, gắn lọt sớm đó nha anh. Ừ. Nhà ông dưới ông đó, ông chủ nhà ông ngồi đó, giang hồ gốc đó, ông đi chuẩn bị mồi rồi nhậu rồi nè. Còn đây rồi nè. Sáng đó. Cho nên dài lên cả nhà ơi. Thấy cái đũa hàng ở chủ nhà, sai chủ nhà thấy đũa rồi luôn cả nhà. Thấy lại lên chụp ở chủ nhà đó, đó. Chủ nhà chúng hai lúa đó, da ngộ nè, em cái nông cam đó. Nam diễn cái này Nam diễn. Trời, xế chiều anh xuôi. Hả? Trời gần lặng rồi đó. Gần lặng rồi. Rồi hàng nó nghỉ đi anh xuôi. Rồi anh tắt máy đi. Máy đi rồi mời đập qua tiếp. Mời quay tiếp quý vị. Mời sáng lọt rồi quay tiếp quý vị xem ha. Rồi xong rồi cả nhà. Đó, mình xuống rồi cả nhà. Đó, rồi sáng đầu mình lọt cả nhà. Trời xuống luôn đó. Trời xuống nè, trời xuống lặng rồi. Rồi sáng nào mình lợp mình quay tiếp tục nha cả nhà, sáng là xong rồi, mình lên tôn rồi, rồi hết rồi cả nhà. Đó, xuống cũng đang bắn bển cả nhà, xuôi xuôi nó xuống đang bắn nữa nè.
mới lên tôn vừa xong cả nhà. Hai siêu gia đưa tôn rồi lên được rồi. Rồi xong rồi. Rồi mất trong rồi cái này. Nó xuống đang đứng cái thang đó. Còn thợ sơn nó đang sơn cái nhà trong nữa rồi. Giờ bữa nay bàn giao hết luôn cả nhà ơi. Thợ hồ thợ sắt cho bàn giao hết. Thà nhám này nữa. Rồi bắt đầu mình xuống mình tiếp tục mình hàng đồ giặt rồi cho chủ nhà cả nhà ơi. Như giá giỏng rồi thang rồi đủ thứ là rồi bóp máy nha cả nhà.